trời ơi trời, thì đấy là chiều tối thôi không? Lúc đấy trong chiều tối. Lượng cầm dây Quang bất Chết Mô Phật.
luôn. Cậu nào đang nhà lại ở nhà. Đóng chồng chơi phải không? Ừ. Đóng chồng chơi gì? Nói cho thầy nghe chơi gì? Nói cậu chơi lụa con nợ ơi. Mà trong cậu chơi lụa con chứ có cái gì không? Có mấy bắt không? Và cái này hồi nào giờ mấy nghe con nói gì chuyện quần đó. Sao? Nên người ta chơi là cái vụ chơi già, chơi tạ, thấy không? Cái chơi đồng, chơi bự mà. Cho nên bị con bắt. Trời ơi, trời. Thí chủ lẫn với lũ. Ừ. Qua làm gì bắt? Trời ơi, với lũ nó có con bò không nội ơi. Cái gì mà người đi chơi? Thí chủ ơi, cái này là thí chủ ăn cắp bò chứ không phải lượm dây bò. Trời ơi, ăn cắp bò. Chỉ là lũ ăn cắp đâu. Ăn cắp, vợ chồng cặn. Cái con bò lúc nào cũng phải có cộng dây vàng. Ừ. Nắm cặp dây vàng đi thì bò phải đi theo. Trời ơi, quá mát. Ăn cắp nha. Mình muốn tu, cái tội là tội ăn cắp, thấy không? Không có đâu bỏ. Thì bỏ rồi, tôi có làm nước tiện đi tu mà không nổi ra. Ờ, muốn tu phải không? Ừ. Tới chùa của thầy tại đây chùa này của thầy đúng rồi thầy mình mới thành lập hồi đó biết chùa gì không chùa gì chùa gì hồi đó là chùa An Dân Tự An Dân Tự bây giờ cái bản cái chữ to mà nhất là thầy để là An Tự là sang hậu đó sang hậu ừ đúng không nhìn chưa thấy không sang hậu hai chữ nhà hàng thấy không đó hai chữ nội nội hai chữ kiếm mượn ông nội lên trời ơi trời kiếm mượn không biết ăn nổi gì ông nội cái sao cái chữ đó hả thầy để lộ để xa hậu cho thầy kêu mà giờ người ta mà dám đi một cái chứ trời ơi thầm lấy cái chùa này nhớ vợ đặt tên phải không đúng rồi quyết lắm rồi con vợ tôi á ai vợ này vợ tên Kim, Kim có vợ thứ gì là có tên Hương, cho bê tha tài bản của trẻ, không về nhà vợ đông cho vui không? Tôi đã bỏ con Kim về có Hương, bỏ Kim về Hương, vợ tôi đuổi ra y chang như Kim vậy, người ta đang tiếc. Yeah.
đâu. No.
thấy không?
thấy không? Thấy phần à, thấy phần của tôi linh thiêng không? Để đem vô cái hồ rớt bảy đền, rớt bảy của mình này đền cầu đầu. Em vô, em vô rồi. Ôi, này, tôi đâu vậy? Ôi, xuất hiện. Cái gì em nào? Cái gì? Nãy giờ bà con có báo cho mình để mình trùng tu cái chùa sắp hậu lệ phải không? Được rồi. Quên nữa. Tôi biết rồi. Này, nhờ số tiền này bà con cố bác bây giờ mình lại một lại đền ơn người ta phải không? Chưa có lại được. Chút xíu tôi lại sao? Tôi khả nghi lắm rồi. Cái gì mà nghi chợ? Thí chủ tu qua. Tôi nghe là vậy. Tu có mà đừng có liên quan cái gì tội chết. Đi rồi. Tôi không có nghi. Nhưng mà tôi thấy sao nó hơi kỳ kỳ. Còn gì sao cứ nấu lên. Nói đừng buồn nha. Không có buồn đâu. Trời ơi, vô tu đầu con số 2. Ừ. Tại sao có người không cảm ơn hết vậy? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, tôi ra cái gì nè, thí chủ. Cái gì? Nó dấu gì? Bây giờ tự thí chủ sửa hay là thầy sửa? Có người cho nên tại mình tu mà tu thì phải cho kim đan câu đối rồi là ngăn nắp thành linh thiêng thành đủ thì đâu? Bây giờ sao? Ý là không tin tôi phải không? Không biết. Không tin thì bà ông cứ hộ hoàng con cô bác ở đây coi tôi có dấu không? Cho hỏi không? Mày hỏi thử thôi. Dạ. Ông bà cô bác hồi nãy ông bà bố thí một chút tiền tiền đưa cho thí chủ nha. Đồ nâu, đồ nâu. Hỏi thì ông bà cô bác có thấy thí chủ đồ nâu này giấu tiền không? Mê Phật. Tôi là thầy. Cái đầu cha nó đưa cả thầy đâu có quần thí chủ là tại là nhỏ xuống răng nó la làng nó bó đâu thôi ốc đa ốc đa ốc đa lẹ lên. Trời ơi tu mà cũng tham với trời ơi chết rồi lẹ lên từ tám bên nào cũng lu me nhiều quá quên mất lộn bên là chết luôn á. À lẹ đi chủ ơi. Nè, ông nội ơi, giỡn tôi biết mà, còn sống nè, còn đổ nè, còn già nè, còn thấy chưa, còn trong cái này biết mà. Mất lộn bên rồi, nè. Gì nữa đấy? Hết rồi phải không? Hết rồi. Thiệt không? Thiệt. Tôi hỏi một lần nữa nha. Tôi đừng hỏi, tôi biết ở đây bà con của ông không bà. Dạ, yeah. À vậy chắc không. Quá trời sốt luôn rồi, giấu không được. Tự đưa đây. Hết rồi nghe ông nội không tin nào. Còn nữa không? Nè túi lụng ông nội ơi, tôi mới lộn một cục không có biết đâu. Rồi lụng. Đúng lên đi. Được chưa? Còn nữa không? Hết rồi trời. Chán không? Ủa sốt trong trong đây. Giờ ra lấy tiền này tội vô. Cái đầu có độn không? Ủa nãy bà con cho ghiêm người ông nội ơi. Không có ghiêm chứ. Tôi lấy cái mặt ông cũng gian lắm rồi không? Gian cái gì? Cái chùa nào ta cũng có chuông nó dám lấy bán nhà chai lắm phải không? Đó, phải không? Tôi đến đây là cái chuông đó là bị mấy thằng nào lấy mất tiêu rồi có ai có đó. Ôi nhìn mặt ông cũng gian lắm ông nội ơi. Đây nè. Bây giờ bà con đã cho một số tiền mà xây chùa. Ừ. Nhưng mà nếu thí chủ đi tu phải làm theo tôi. Cái gì cũng được đó, đây đó tôi giao à. Ừ giao lên. Đi tu á là mình phải có tâm. Có cái tâm mà phải sạch, phải trong, phải trong. Không. Một. Không rượu chè, họ đứt. Cái đó được. Cái đó không được. Cứ nấu lên. Hai. Cái gì nữa? Không bài bạc. Thấy không? Bỏ rồi. Không trộm cắp vợ bỏ hết. Còn thứ ba. Đang nói nghe nè. Gì? Giao thì giao thì cứ ba gái thì cứ quả ba thứ ba chưa chưa hả? Bây giờ đầu tiên là vô nhà không uống nè. Rồi nói đi. Bài bạc nè. Hay là ăn cắp ăn trộm bỏ nè. Bỏ rồi. Phật không có cho. Còn Phật cho một điều thôi thứ ba.
Cái được á. Cái mới chưa. Nếu khi mọi khi chùa sang hậu này phụ nữ nào vô chùa dơ lễ Phật đẹp, phòng số 1 là của thầy, hơi xấu phòng số 2 là của con. Dạ thưa Phật, cho con xuống đắp một chút thí của lậu của hạ giới nóng lắm mày à. Ông thầy chùa chứ làm cha vậy? Cái đẹp ông già xấu ông của tôi vậy? Có đâu xấu dữ vậy? Đâu có xấu gì không? Thôi, chín chùi chứ đó. Chín mười. Được không? Tạm nha, thấy tư tu ở đây tu ké cái lắm ép chữ ra không? Có đâu? Còn nữa không? Người gì nào vô đầu tiên để cho thí chủ, người thứ hai để cho thầy cũng được. Hiểu không? Bây giờ con chia đi. Con chia hả? Ừ. Người một tuần hay là người một ngày? Bây giờ nếu mà một ngày để vô hai người thì đi chia ra. Nếu nổi với nhiệm vàng nết thì chờ. Cho hai người chia ra. Hả? Thôi, người nào bắt là thưa thầy. Bộ ru quái mập. Người nào ốm là chú con. Nào. Thôi, thôi, bắt đầu vô. Vô nha. Linh, hiểu mất, chào phải tôi, chào phải tôi. Anh đi cũng nữ. Thôi, ra đây. Dạ. Gương này của mình nè. Phật ơi, cho con nghỉ tu chừng một tiếng. Chắc cửa mới mua.
chạy khắp cả nhà ngoài nè, cho mày một một bản á, không, cho một chợ cho bản á, kiếm gì bơ, cua, cua, ăn đậu nè, em con chó, nổi, đẩy, cái gì cháu? Chó là số 1 về đi, hai cái nó quài lại cha nó má, gì không? Nó biết tâm gì à? Con chó là ăn có không? Ôi ơi. Tôi nghe cái chuyện này vô rồi. Rồi, rồi, nhìn chuyện của con nè. Bây giờ con đi chọc đi. Để lên cho thầy nha. Đúng không? Làm gì? Sao? Nghe tuyệt báo. Rồi, con cứ con này. Bây giờ con chạy đi. Anh cửa qua, con chưa qua. Con chụp người lạ nha. Rồi, bắt đi. Rồi, để tôi ra cánh cửa cho. Dạ thưa thầy, dạ,
Thầy mới chỉ là vô liên hợp số 1. Thấy không? Rồi, bắt đầu đi nha. Thầy, 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 th